hai đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hại từ này, thinh giữ pháp từ, đó là nhôm kiều trận như, đời hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mà ôm mang giao pháp 45 a gia vẹn một lòng không mòn lợi còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh tường tòa pháp thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học năm pháp uẩn, pháp thứ năm giải thoát tri kiến. Tha nhược bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân Bích Đánh Sư. Nam mô Bụt Tha. Kính lĩnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư đại đức tăng, kính chư tu nữ và tất cả quý phật tử. Tại vì hôm nay thì cái phần cuối của năm pháp uẩn là giải thoát trì kiến uẩn. Thì trước khi vào cái phần chia sẻ Phật pháp thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý tu nữ và quý phật tử cùng tấn tâm thanh tịnh hướng về tâm bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược năng trị bệnh cho tất cả sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc, thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể can ngang, kính chúc quý tu nữ cùng toàn thể quý phật tử luôn luôn khỏe mạnh vui tu tập, tạo được nhiều giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Chẳng biết quý vị, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thì sư xin lược lại những cái phần trước. Thì năm pháp uẩn ở đây là đề cập đến những cái thành phần, là những cái thành phần để mà chúng ta thực hành. Tại vì thí dụ như nếu mình nói giới thì nó chỉ có một phần cái giới uẩn, nó tập hợp nhiều cái phần, có cái làm cái nền tảng trao dồi cái phước báo để chúng ta cái tầm nó sẽ đến cái sự an tịnh. Thì trong cái giới uẩn thì nó gồm có thực hành về giới, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong cái bát chánh đạo. Rồi ngoài cái giới về cái giới phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này thì nó có những cái pháp như là cung kính, phục vụ, rồi
cái sự cố gắng thu thúc, thu thúc lục căn, thu thúc trong cái giới bổn, thu thúc trong cái giới mà mình đã thọ trì, rồi trong đó thì thực hành cái những cái thiện hạnh để chúng ta có được một cái đời sống, để có được cái giới hạnh tốt đẹp. Rồi nhờ có cái nền tảng là giới quẩn thì chúng ta thực hành cái định quẩn. Thì định quẩn cũng vậy, định quẩn nó là một cái tổng hợp những cái pháp môn để mà chúng ta trao dồi tu tập để cái tâm nó được an tịnh. Thì trong cái phần định quẩn thì có như là tu tập về dục như ý túc, cần như ý túc, tu tập tâm như ý túc, rồi tu tập chánh tinh tấn, chánh niệm. Thì tất cả những cái này nó sẽ đưa đến cái chánh định là cái nền tảng. Rồi nhờ có cái giới quẩn, cái định quẩn mà chúng ta làm một cách kiên trì nỗ lực tốt đẹp thì sẽ đạt đến cái tài quẩn. Tài quẩn thì nó gồm các cái pháp như là thẩm như ý túc, tập pháp giác chi, để đạt đến cái trí đại thông, chánh kiến, chánh tư duy, là thuộc về cái phần tuệ. Cho nên là đi từng bước thì khi mà chúng ta đạt đến cái chánh kiến, chánh tư duy, đạt đến cái sự thành tựu của tu tập, để đạt đến cái phần thứ tư là giải thoát quẩn. Thì giải thoát quẩn nó là nhờ cái tệ giác thì sẽ đoạn trừ, đoạn từ tất cả các cái phiền não. Thì tùy theo mức độ của vị hành giả thì có từng bước, ví dụ đoạn từ ba phần kiết sử, rồi giảm nhẹ tiến đến đoạn từ năm phần kiết sử, rồi đạt đến cái sự tận diệt các cái phiền não lậu hoặc. Thì khi mà có sự thực tập thì ta sẽ tiến đến diệt trừ các cái phiền não, rồi đạt đến cái sự giải thoát, thì đạt đến cái sự thanh tịnh của niết bàn. Đó là cái phần giải thoát quẩn. Và hôm nay thì cái giải thoát tri kiến quẩn thì cũng vậy, cái giải thoát tri kiến quẩn ở đây đó, nó là những cái pháp môn để mà giải thoát cái tri kiến. Thì nó gồm có cái tuệ quả. Tuệ quả đây là trí trong cái quả siêu thế, hay là cái trí về giải thoát. Thì trí siêu thế này làm thanh tịnh tất cả các phiền não. Nó là cái hiện tướng là để các cái phiền não đó được tuyệt trừ. Nó là cái trí tỏ ngộ niết bàn. Thì thì ở đây quý vị khi mà đạt đến như ở trong kinh đó, một vị hành giả khi mà chứng đắc đạo thì sẽ cái quả nó sẽ khắc sanh liền kề, không có gián đoạn. Mà một cái vị hành giả khi mà thực hành đạt đến cái thánh đạo thì tức khắc là thánh quả nó sẽ phát sanh lên. Và chính nhờ cái thánh quả này đó, nó sẽ là cái nền diệt trừ cái phiền não. Cái vị mà đạt đến niết bàn lần thứ nhất
thì sẽ xác tuyệt được ba cái là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Rồi nếu mà cái vị mà đạt đến cái niết bàn là thứ hai thì không có diệt trừ thêm cái nào nữa, mà nó chỉ làm giảm nhẹ tham và sân ở cái phần thô. Rồi nếu mà vị đạt đến cái niết bàn lần thứ ba đó thì xác tuyệt cả năm cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ tham và sân. Rồi vị này nếu mà đã tạo trữ công đức phước báo đầy đủ đạt đến cái niết bàn lần thứ tư, tức là đạt đến tầng thánh vô lậu, thì sẽ xác tuyệt tất cả năm cái thượng phần kiết sử để đại đến cái sự giải thoát. Thì sau khi mà cái vị hành giả mà tu tập đã biết mình đạt đến có cái trí tỏ ngộ về niết bàn thì sau đó cái vị này phản kháng, tức là diệt xét lại những cái gì mà mình đã chứng đắc. Thì cái tuệ phản kháng này đó để cái vị để cái vị thánh nhân quán sát lại cái sự chứng đắc của mình. Thí dụ như bây giờ một cái người thí sinh mà đi thi, thì cái vị này đó làm các cái bài thi, làm bài thi xong rồi đã nộp mà cho cái giám khảo rồi, nhưng mà đó cái vị này đó duyệt xét lại duyệt xét lại thì nhớ lại cái bài thi mình làm đó có đúng chưa, có đầy đủ chưa. Đó thì ví dụ như những cái câu hỏi nào mà ở này hồi nãy mình làm mà lúc đó gì cái mình lo mình chăm chú mình làm bài có thể nó chưa đầy đủ hay là nó còn thiếu sót gì đó, hay là hoặc là khi mà mình duyệt xét lại cái bài của mình làm mình nhớ lại mình làm cái câu hỏi đó mình giải đáp như thế đó thế đó ra cái được cái đáp số như thế đó thế đó nó có đúng hay chưa. Thì cũng vậy cái vị thánh nhân sau khi mà đã chứng đạt đó, thì dùng cái tuệ phản kháng là để xem xét lại những cái sự chứng đạt của mình. Ví dụ như cái vị tu đà quần thì đã xem xét với cái công việc mình thực hành đã tận trừ được ba cái là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ được nè, đó đã đủ năng lực xét tuyệt những cái phiền não đó không còn nằm ở trong tâm của cái vị thánh nhân đó hay chưa. Nếu mà ba cái hạ phần kiết sử này đã trừ tuyệt do cái năng lực của đạo quả, thì như vậy thì vị này đã chắc chắn đạt đến cái tầng thánh thứ nhất, trở thành bậc thánh tu đạo quần. Rồi không phải là cái phản kháng, cái phản kháng tuệ này nó sinh ra sau khi mà cái vị này đã chứng đạt để hiểu biết lại những cái gì mà mình đã đạt được rồi đó. Vị này ví dụ như có lúc muốn duyệt lại cái những cái gì mà mình đã chứng đạt thì cũng có thể dùng cái tệ phản kháng để mà duyệt xét lại những cái phiền não nào mà mình đã tận trừ những gì mà mình đã đạt được. Thì nếu mà nói về cái tứ diệu đế thì cái phần mà giải thoát tri kiến nó giống như là cái diệt đế trong cái phần thực hành nó là đạo đế. Và khi mà cái vị đó đã đạt đến cái thánh quả, tức là
đã đạt đến cái diệt đế. À, cho nên trong cái sự thực hành thì chúng ta phải học tập và thực hành từng bước, từng bước phải thực hành về giới quẩn, rồi định quẩn, tại quẩn để đạt đến cái giải thoát quẩn, rồi cuối cùng là đạt đến giải thoát tri kiến quẩn. Cho nên chúng ta phải biết trong bát chánh đạo cũng vậy, những cái chi phần nào mình phải thực hành trước, chính những cái chi phần này nó sẽ là cái nền tảng để làm nhân, để phát triển các cái chi phần khác. Thì chúng ta phải thực hành cái về cái đạo đế trước, những cái bổn phận nào mình phải học để mình có sự hiểu biết, rồi mình phải thực hành, phải thực hành thì để đưa đến trí tuệ. Cho nên khi mà chúng ta đạt đến cái giải thoát tri kiến quẩn thì chúng ta đã biết rằng những cái việc cần làm mình đã làm xong, những cái bổn phận nào, những cái công việc nào, những cái phương pháp nào mà Đức Phật dạy, chúng ta phải cố gắng nỗ lực thực hành một cách đầy đủ nguyên mặt, rồi những gì cần phải từ bỏ chúng ta đã cố gắng nỗ lực trừ tuyệt. Thì khi đạt đến cái giải thoát và cái giải thoát tri kiến là chúng ta phải dùng cái tuệ phản kháng, diệt xét lại những gì mà mình đã đạt được. Thí dụ như quý vị khi mà nấu ăn vậy, có đôi lúc mình nấu một cái nồi canh, mình phải thực hành từng bước, mình phải chuẩn bị những cái gì như thế nào, rồi mình phải nấu cái mình phải cho vào những cái gì, cho vào trước, rồi cho vào sau, rồi sau khi mà mình nêm nếm xong đó, mình nhớ lại mình làm như vậy nó có đúng theo cái tự chưa, có đầy đủ chưa, có đầy đủ tất cả các cái gia vị, rồi có đầy đủ các cái những cái việc, những cái thức ăn, những cái rau, là những cái gì cần cho cái món đó đã đầy đủ hay chưa. Chứ để nhiều khi nếu mà chúng ta làm vội quá, rồi có nhiều khi đó có những cái gia vị chúng ta chuẩn bị rồi nhưng mà chúng ta quên cho vô đi, thành ra đến khi mà đem lên đãi khách thì lúc đó thì thực khách người ta ăn, người ta bình phẩm, người ta nói cái món ăn này nó còn thiếu cái này, thiếu cái khác, thì lúc đó chúng ta mới sực nhớ. Thành ra đó, khi mà trong đời sống mà chúng có những lúc chúng ta cũng phải phản tỉnh để xem xét lại cái sự thực hành của mình, phải việc xét xem xét lại về cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình, thì đó là cái đời sống. Còn đối với các cái bậc thánh nhân thì khi mà đạt đến cái thánh quả thì vị này sẽ dùng cái trí tuệ phản kháng để diệt lại cái mà mình đã chứng đạt. Ví dụ như đã biết mình chứng đạt niết bàn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba hay là lần thứ tư, để mình thấy được cái thành quả của mình và những cái phiền não nào
mà mình đã sát trừ, trừ tuyệt, thì những cái phiền não này nó sẽ hoàn toàn không còn xuất hiện, không còn sanh trở lại ở trong cái tâm của vị thánh này nữa. Thành ra khi mà cái vị mà giải thoát tri kiến thì việc này đã tận trừ những cái phiền não, và nhờ có cái sự giải thoát này thì các ngài bị là cái vô minh nó đã giảm nhẹ và đi đến cái sự tận diệt hoàn toàn. Cho nên là các cái vị thánh nhân sẽ luôn luôn sống với cái trí tuệ không còn chấp thủ bất cứ một cái gì trên đời trên thế gian này nữa. Và cho nên là lúc đó là các ngài thấy sự kiện giới nhân giới quả giống như có một cái sự kiện, ví dụ như cái ông cận sự nam suốt cả đêm ổng ở trong cái tịnh xá, ổng thọ bát quan giới, ổng nghe pháp, nhưng mà cho đến sáng khi mà ổng ra mặt cái hồ ổng rửa mặt thì có một cái tôm trộm ném cái túi đồ nó đi ăn trộm, nó bị người ta rượt ném cái túi đồ trước mặt ổng. Rồi người ta chạy đến, người ta nói là cái ông này là tên trộm rồi là người ta đánh đập làm cho cái ông này chết. Thì với những người phàm nhân đứng cái khía cạnh của cái thời hiện tại thì thấy cái ông này thiệt là tội nghiệp. Ông ta suốt cả đêm ông ta thức để nghe pháp thọ bát quan trai giới rất là tốt, mà tại sao mà cái đưa đến cái quả là bị người khác ta vu khống rồi ta đánh chết. Thì phàm nhân mình chỉ thấy cho nên có cái sự bất bình. Còn đối với các bậc thánh nhân, đối với Đức Phật thì Đức Phật đã thấy về cái nhân, cái hiện tại này nó là cái quả, nhưng mà cái nhân quá khứ là cái nhân bất thiện đã tạo trữ từ quá khứ cho nên hôm nay nó đưa đến cái quả trong hiện tại. Thành ra đó thì các cái bậc thánh nhân hay là Đức Phật nhìn một cái sự việc với nhân đưa đến quả cho nên là các ngài không còn chấp thủ bất cứ một cái vấn đề gì ở trên thế gian này nữa, tại vì tất cả vô minh và phiền não đã tận trừ, đã giải thoát. Thì các ngài luôn luôn sống với cái trí tuệ sáng suốt, sống thấy rõ nhân quả. Còn chúng ta là còn phàm nhân thì chúng ta có đôi lúc chúng ta nhìn cái sự kiện chấp vào một cái phiến diện trên cái thời kỳ hiện tại, ta chỉ thấy cái quả không thấy cái nhân cho nên là vì cái tri kiến chúng ta chưa có được giải thoát cho nên nó còn hạn hẹp cho nên chúng ta còn ở trong cái biên kiến đúng sai thành ra chúng ta chưa có giải thoát được ra những cái biên kiến này. Còn đối với các bậc thánh nhân thì các ngài đã đạt đến sự giải thoát, không còn rơi vào những cái biên kiến. Các ngài đã vượt ra tất cả các pháp của thế gian, thấy được do nhân, do quả, rồi do định lực nghiệp báo, do vô thường, khổ và vô ngã, tất cả các cái pháp của pháp hữu vi các ngài đã đạt đến và đã vượt ra tất cả các cái pháp hữu vi để trở thành cái trí tuệ siêu thế đạo quả. Cho nên các ngài có một cái đời sống
một cái nội tâm an vui, không còn bị chi phối bởi tất cả các cái phiền não. Do đó thì tất cả mà các cái pháp môn từ 38 điều hạnh phúc là bát chánh đạo, các cái pháp môn mà Đức Phật giảng dạy hay là năm cái pháp quẩn, thì toàn bộ các pháp môn của Đức Phật giảng dạy thì cốt lõi nằm ở trong cái sự giải thoát, mà nó thuộc về giới học, định học và tuệ học. Thì quý vị thấy rằng 84.000 pháp môn thì nó rất là nhiều, nhưng mà gom lại thì chỉ có là năm pháp quẩn hay là giới học, định học và tuệ học là bát chánh đạo. Thì tất cả các cái lời dạy của Đức Phật chỉ có và nhiều đó để chúng ta học hỏi, rồi suy tư, rồi nỗ lực thực hành tu tập để đạt đến cái con đường giải thoát. Và sau khi đạt đến giải thoát thì đạt đến giải thoát khi kiến quẩn. Đó là cái mục đích. Thì Đức Phật đã từng tuyên bố giống như nước ở trong bốn biển chỉ có một vị mạng, thì giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị là giải thoát. Thì cái giải thoát nó là cái thành quả của sự nỗ lực học tập, nỗ lực thực hành để đạt đến cái thành quả là giải thoát. Mà giáo pháp thì đạt được ngay trong đời sống hiện tại. Ví dụ như bây giờ quý vị chấp thủ về một cái gì đó mà quý vị buông bỏ được thì quý vị giải thoát. Nhưng mà cái sự giải thoát đó thì nó tạm thời, tại vì cái phiền não mình còn rất là nhiều. Nhưng mà tạm thời mình giải thoát được một chút, một cái giây phút nào đó là chúng ta cũng được an ổn trong một giây phút. Rồi nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực thực hành với cái trí tuệ đầy đủ, những cái năng lực, cái trí tuệ của mình đủ mạnh để sát trừ, thì tùy theo khi mình sát trừ được một cái phiền não nào thì mình sẽ được an ổn trong trong cái mình giải thoát ra khỏi cái sự trói buộc đó. Thì tùy theo từng bước chúng ta thực hành để có sự hiểu biết, chúng ta tạm thời giải thoát, rồi cho đến khi mà mình đủ phước duyên, các pháp độ, rồi trí tuệ, rồi cái sự thực hành của mình đó đạt đến, thì chúng ta sẽ có sự an ổn và sẽ đạt đến những cái đời sống được an vui hạnh phúc, giải thoát ra tất cả những cái phiền não. Đó. Thì hôm nay thì cái phần đây là phần cuối, cho nên để quý vị có thêm những cái hiểu biết. Nhưng mà cái phần giải thoát tri kiến này đó thì ở đây là của các cái bậc thánh nhân, thì chúng ta cũng dựa theo những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh để chúng ta có cái kiến thức hiểu. Nhưng mà ở đây là chỉ là cái trí văn thôi. Còn khi nào mà sự học tập, sự thực hành của quý vị đạt đến cái tệ quả, thì lúc đó quý vị sẽ nếm được
cái hương vị của Niết Bàn. Rồi những cái phiền não mình đã trừ tuyệt, thì lúc đó chúng ta sẽ được an ổn, hạnh phúc trong cái giải pháp, trong cái những cái công việc mà Đức Phật đã dạy và chúng ta đã nỗ lực thực hành một cách mạnh mẽ, kiên trì, và nó đạt đến cái thành quả tốt đẹp, đạt đến thánh quả. Rồi cái tệ để chúng ta duyên xét lại, chúng ta cảm thấy hoan hỷ những gì mà mình đã thực hành và những gì mình đã đạt được, rồi chúng ta có sự an ổn trong hạnh phúc của sự giải thoát. Cũng theo kinh điển, cũng như trong kho tàng pháp bảo, thì sư cũng xin chia sẻ và giảng dạy để quý vị có sự hiểu biết. Thì cầu mong với phước báo này, kính mong các chư tôn đức trưởng lão, các bậc thầy tổ được an vui, và chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng pháp thể ca ngang, chúc quý tử cũng như quý phật tử có được những cái sự hiểu biết về lời dạy của Đức Phật. Cố gắng nỗ lực thực hành để đem đến một cái đời sống an vui trong hiện tại, và hướng đến cái sự giải thoát trong ngày vị lai. Thì mặc dù là bây giờ chúng ta cố gắng nỗ lực thực hành nó chưa đạt đến những cái thánh đạo thánh quả cao tột, nhưng mà ít ra chúng ta cũng có được nếm được những cái sự an vui, mặc dù cái an vui này là nó ngắn ngủi, nhưng mà chính cái hiểu biết, chính cái sự chứng nghiệm, chính những cái kinh nghiệm từ nhỏ này để củng cố cái niềm tin, để chúng ta thấy rõ được cái lời dạy của Đức Phật nó là thực tế rõ ràng và đạt được ngay trong cái đời sống hiện tại, không có chờ đợi đến kiếp sau, để chúng ta thấy rõ được cái tính chất của pháp bảo, để chúng ta có cái niềm tin vững vàng hơn, nỗ lực thực hành để đạt đến những cái lợi lạc cao tột, hướng đến cái sự giải thoát trong ngày vị lai. Thì cầu mong tất cả quý vị sẽ có thêm được những cái hiểu biết, những cái kiến thức về lời dạy của Đức Phật, và có sự cố gắng nỗ lực tinh tấn thực hành, đem đến sự an vui trong hiện tại. Và cầu mong tất cả chư thiên ở xung quanh các chùa, cũng như xung quanh nơi tư gia các của gia đình quý vị, các ngài cũng được an vui trong cái đời sống của mình. Và cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thà Giá. Và bây giờ thì xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng chia sẻ thảo luận thêm cái đề tài ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thà Giá. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Thà Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay và giải thoát tri kiến vững. Rất là sa thú, chúng con xin khai mạc đại chúng thông trung thành kính lãnh lễ tri ân sư và cung thỉnh sư dùng nước ở tỉnh thất. Nhờ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị.
và có những câu chính xác trong cái bài giảng của sư. Có điều chi chưa có hiểu, còn có thắc mắc điều gì thì kính mời quý vị ạ. Dạ, cô Tuệ Duyên có ở trước máy không? Xích Trần Đạo bây giờ có trước máy rồi, có bận không? Dạ, có câu hỏi nào không? Chị Meta, Xích Kim, dạ, Quỳnh Minh Tâm, dạ, kính mời Đạo Tràng ạ. Mời bằng tay quý vị, mời Quỳnh Ly Khổ. Quỳnh Ly Khổ có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Quỳnh Ly Khổ. Nam Mô Bích Hai, dạ. Dạ, hôm nay Đạo Tràng im ru hả Bạch Sư? Dạ, Đạo Tràng không có nhúc nhích. Chắc sư giảng cái nghe Đạo Tràng ngủ thiệt hết rồi Bạch Sư. Dạ, Nam Mô Bích Hai, dạ. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? À? Dạ, một lần nữa, Đạo Tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, con tri ân sư rất là nhiều. Dạ, dạ rồi, Nhật Quỳnh thấy chị Meta chắc lên rồi. Chắc chị Meta bận chắc, không có hay. Dạ, cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn về nguồn. Dạ, kính mời bằng tay quý vị có thể lên đặt câu hỏi với sư hay chia sẻ cái bài giảng của sư hiểu như thế nào. Dạ, để sư có thể giải tỏa cái hiểu của quý vị ạ. À. Về nguồn có cầm mic được không? Về nguồn. Về nguồn cội, Nhật Quỳnh cứ đọc về nguồn hoài thiếu một chữ phải không? Dạ, cũng như là mến chào số khá, anh Đúc Khá, Nhật Quỳnh chào số khá không à? Dạ, chào số khá thôi. Bỏ chữ Đúc Khá đi. Dạ, để cho cuộc đời thấy an vui hơn. Số khá có phiền không? Có phiền Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Mai mốt nói là tên của cả anh Đúc Khá, đọc có số khá không là sao? Đã có phiền thì nói nha, ngại phiền Nhật Quỳnh sẽ sửa liền. Dạ, không có chuyện gì hết, chuyện sai là bình thường. Nhật Quỳnh có quan niệm mình sai mà mình biết mình sai là mình sửa là chuyện bình thường, sợ mình sai mà mình không biết mình sai phải không số khá? Dạ, gọi sao cũng được. Số khá quan hệ ha. Dạ, cả lẩm cẩm nói dài nói dài nó không được, nên là nó ngắn nó gọn đi. Dạ, Nam Mô Bích Hai, giá chị Meta ơi, Nhật Quỳnh nói dòng gió, chị Meta có trước máy không? Nếu chị Meta có trước máy, nếu có thể được thì kính mời bàn tay chị ạ. Nhật Quỳnh chưa thấy bàn tay ai nên dòng gió một chút thôi. Dạ, cô Tự Duyên có trước máy không? Cô Tự Duyên ơi. Dạ, yeah, xa thú còn thấy bàn tay của ngài rồi, còn nhân bích đến ngài ạ. Xa thú thượng tọa Pháp Thành, sức khỏe không được tốt nhưng mà vẫn đến với Đạo Tràng để cho chúng ta thấy rằng sự sinh hoạt của chúng ta được quý ngài trong room này rất là quan tâm, mặc dù có sự cố, không có một vấn đề gì không giải quyết được. Theo cái đề tài của thượng tọa Pháp Thành là giải thoát tri kiến uẩn, một sự an vui cho chúng ta khi mà chúng ta coi như gặp trở ngại, nhất là trong tư tưởng. Thì cái gì mà chúng ta thấy khó khăn là chúng ta gọi là bó tay trong còn tao, tức là đầu hàng. Nhưng mà ở đây không có đầu hàng, mà chúng ta phải vượt qua trở ngại. Trường hợp bác sĩ mà không phải bó tay, đây là trường hợp mà bó tay đây, tức là đối với thượng tọa Pháp Thành, vì cái lý do cái bàn tay của mình cho nên bác sĩ phải bó tay thôi. Nhưng mà bó tay đây là bó tay sự thật, chứ không phải là bó tay đầu hàng. Thì quý vị biết rằng khi đi công tác, đi công việc lên chùa Vũ Đức thì ngài bị bất cẩn, cho nên cái bàn tay để đỡ cho cái thân thể của mình không chịu nổi, để rồi trường hợp này xảy ra mà bác sĩ phải bó tay.
Khi chúng ta nghe nghĩa là bó tay thì nghĩ rằng đầu hàng, không. Bó tay bởi vì cái bàn tay mình có vấn đề, cho nên phải bó tay để được bình phục. Chứ không phải như đi hàng hai như kiểu sẽ su khá, đúc khá này. Nè, chọn một cái đi thì chúng ta an vui. Đây, tư tưởng của chúng ta còn bị hạnh phúc và đau khổ chi phối. Cho nên chúng ta đi hàng hai. Mà đi hàng hai thì đâu có giải thoát tri kiến. À, tức là chúng ta phải chọn một trong hai cái vấn đề, thiện hay là ác. Khi chúng ta chọn thiện thì chúng ta bỏ cái ác đi. À, là chúng ta sẽ giải thoát được. Còn bây giờ tư tưởng của chúng ta đứng giữa ngã ba đường. À, tức là lợi dưỡng và khổ hạnh, chúng ta chưa biết chọn con đường nào. Thì chính con đường trung đạo để chúng ta giải thoát cái tri kiến của chúng ta, tức là có một hướng đi rõ ràng. Mà hướng đi đó theo Phật giáo thì chúng ta phải tin nhân, tin quả, tin nghiệp và tin vào tuệ giác của bậc đạo sư. Khi mà chúng ta có một cái niềm tin vững chắc như vậy thì chúng ta mới giải thoát tri kiến được. Còn bây giờ mà chúng ta cái đi kiểu hàng hai hay là đi hai hàng thì cái người đó sẽ không có một cái hướng đi, không có một cái lý tưởng vững. Nó vậy chứ, bởi vậy nè, trường hợp bó tay, bác sĩ bó tay là phải biết rằng chúng ta bị cái gì nơi cái tay đó, nên bác sĩ phải bó tay. Còn chúng ta không phải là bác sĩ, khi đụng chuyện thì phải bó tay bó chân luôn, tức là đưa tay đầu hàng gọi là bó tay. Thì hôm nay trước tiên là mong ngài Pháp Thanh hoan hỷ, bởi vì cái sự việc xảy ra nhờ sĩ Nhật Quỳnh mà mới biết được vấn đề này, thì cũng xin chia buồn. Quên, tức là cũng xin chia vui, bởi vì khi mà cái thân bệnh như vậy mà ngài đến được với Pháp hội với một cái lý tưởng rõ ràng, một con đường chắc chắn, đó là giải thoát tri kiến, tức là một cái niềm tin, một cái hướng đi vững chắc, dầu thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy cái đề tài Tổ Pháp Thanh đưa ra hôm nay và cái việc làm của chính ngài để nói lên cái vấn đề đó. Thì mong quý vị hãy mạnh dạn trong thời gian còn lại, mạnh dạn chia sẻ và đưa ra những sự thắc mắc về giải thoát tri kiến uẩn mà ngài Pháp Thanh đã trình bày. Thì chúng ta đi vào cái nội dung này để cảm thấy rằng cái niềm tin của chúng ta được khẳng định. Rồi, quý vị nghĩ như thế nào mà không chịu đưa tay hả? Phải có sự quyết tâm chứ, không đưa tay thì chán lên. Cái này thì thấy quý vị nói hơi nhiều, cái nhiều khi nói mà chúng ta thực hành không được, hoặc là nhiều khi nói mà không đi vào cái đề tài. Thì hôm nay giải thoát tri kiến uẩn là chúng ta khẳng định cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng như thế nào. Rồi bây giờ không chịu đưa tay ha, rồi cũng không thấy chát chót này ha, rồi xin nhận quyền đưa tay, rồi có người đưa tay thì cũng đỡ chứ, không có ai đưa tay thì nói mình thì cũng chán lắm. Rồi mời xin nhận quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ sa thụ con thành kính tri ân chị Đức ạ, nhà con đưa tay để đỡ mất cho ngài. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Về nguồn có đưa tay được không? Chị Mết Ta có đưa tay được không? Cô Tự Duyên có đưa tay được không? Dạ, Xích Kim có đưa tay được không? Quỳnh Minh Tâm có đưa tay được không? Xích Trần Đạo. Dạ, vậy là mất con bán ấy luôn rồi. Mời Quỳnh Minh Tâm.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Thầy giá. Dạ, nãy giờ cô Nhật Quỳnh mời quá mà không có ai đưa tay thì thôi sư cũng xin nói đầu điều một chút. Thì thật sự ra đó, trong cái đời sống chúng ta đó, bây giờ cái gì nó đến là do cái nhân chúng ta đã gieo từ trong quá khứ. Bây giờ nó đến thì mình chấp nhận cái sự kiện mà pháp nó xảy đến thôi. Ví dụ như bây giờ người ta nói là khi mà phúc thì không phải là quả, mà khi là quả đó thì mình tránh cũng khỏi. Cho nên á, bây giờ các cái pháp thì nó xảy đến thì mình chấp nhận cái với cái pháp đó thôi. Bây giờ cái quả nó đến, quả tốt thì mình cũng nhận, mà quả xấu mình cũng phải nhận thôi. Mình không có không tránh được, mà mình cũng không có phiền được, tại vì đến lúc mà nó trổ rồi, mình có trốn chạy cũng đâu được đâu. Thành ra mình phải chấp nhận cái việc của nhân quả mà nó đến mà thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có sự tu tập thì bắt đầu mình phiền não, mình càng làm cho cái điều kiện nó tồi tệ, nó rối ren nhiều hơn. Còn ví dụ như mình biết thì thôi, cái sự kiện nó là như vậy, mình mỉm cười với nó thì mình có cái sự an vui. Còn cái chuyện thí dụ như nó có ảnh hưởng gì á, đôi chút thì nó cũng không sao trong cái đời sống của mình. Mà cái tai nó đau chứ không phải là cái tai, cái đầu mình, cái miệng nó đau mà không thấy được. Thành ra mình thấy cái chuyện ôi không sao, mình nói chuyện nhỏ kể nó thì không sao hết. Thì hôm qua, buổi chiều hôm qua thì sau khi mà ấy lại thì thấy nó cũng ổn rồi, thì trở về trên cái tỉnh thất trên Vĩnh Kim thì rồi nó cũng mọi việc nó cũng cũng tốt đẹp. Thành ra thì mình chấp nhận nó thì thấy cũng bình thường. Mình cho nó bình thường thì nó sẽ là bình thường. Còn mình cào nhào, mình không ấy thì nó khó thôi. Còn mình nói không gì, không sao hết, kệ, không có gì hết, thì nó sẽ an ổn. Thì trong đời sống thì chúng ta biết như vậy. Mà chính nhờ khi mà mình có chấp nhận các pháp nó hiện khởi, cái gì khi mà nó đủ duyên, nó hiện khởi, mình chấp nhận nó, dù tốt mình cũng nhận, mà dù mình sẽ có một cái đời sống ổn. Và chính nhờ cái sự an ổn này đó thì mình mới có sự nỗ lực tu tập, mà có từng bước nỗ lực tu tập thì mình mới có cái sự an vui hoan hỷ để đạt đến cái sự giải thoát. Còn nếu mà bây giờ mà chúng ta có sự buồn rầu khổ đau thì như vậy thì cái thành quả, cái nỗ lực, những cái kinh nghiệm tu tập, những cái tri kiến mà chúng ta học hỏi, nó chưa có đem đến cái lợi ích. Còn nếu mà trước các cái pháp mà chúng ta như quý vị học trong pháp cú kinh đó, khi mà tâm mình chúng ta đối diện với các cái cảm bên ngoài mà chúng ta không bị sao động, thì chúng ta có sự an vui hạnh phúc.
Khi tiếp xúc việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Thì mình đã học rồi lời dạy của Đức Phật rồi, bây giờ mình uất ức buồn rầu than thở cũng không giải quyết được gì. Thay vì mình buồn rầu, mình uất ức, mình thở than, thì mình chấp nhận mà các cái pháp nó xảy đến, thì chúng ta cũng mặc dù chưa có chứng đạt cái quả nào, cái tuệ nào hết, nhưng mà ít ra đó mình cũng có được cái sự an vui trong cái nội tâm, và cái trí tuệ chúng ta sẽ lần hồi nó sẽ được tăng trưởng. Thì sư cũng xin đỡ mít cho ngài Trí Đức và cô Nguyệt Quỳnh cũng nói thêm đôi điều để chúng ta trong đời sống chúng ta theo lời Đức Phật dạy, để mình từng bước mình thực hành thì chúng ta sẽ được an vui và sẽ tạm thời lắng dịu tất cả những cái phiền não ngay trong cái giây phút hiện tại này, từng bước rồi mai mốt mình mới đạt đến những cái thành tựu tốt đẹp cao hơn. Thì sư cũng xin chia sẻ và nói đôi điều. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú, con xin thay mặt đạo chúng trong rung thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, con sợ con sợ từ đau tay cầm mít nó đau nên ngân lật đật con đưa tay con đỡ mít đó bạch sư. Dạ, con đưa tay con đỡ mít nha, để hên là cái tay cũng như bị bên tay trái, nhìn bên tay mặt con làm việc được, còn cầm mít được, cũng còn hên phải không sư? Dạ, con nói để cho nó vui một chút trong đạo tràng thôi. Dạ, tại vì thật sự mình đau cái tay, nhưng mà cái tâm mình nó cũng đau chứ. Dạ, con nghĩ vậy, nhưng mà do cái sự tu tập đó thì quý ngài sẽ không thấy đau, nên chứ còn nếu không thì cũng sẽ thấy đau. Dạ, trong cái bài giảng của sư, con ngồi cũng nghĩ, dạ con ngồi nghĩ giống như cái thân con vậy đó. Ngày hôm qua cái máy của con nó bị hư, mà trước đây nó chưa có hư thì nó đã báo rồi, nó té đùng đùng, nó té bịch bịch, nó té liên tục rồi. Con cũng chuẩn bị cái máy khác để thay thế cho nó, nhưng mà cứ hẹn lần, hẹn lửa, hẹn tới, hẹn lui, hẹn xuôi, hẹn ngược, nhà cứ thấy còn được làm được thì cứ bắt nó làm hoài. Ngày hôm qua là nó ngã cái đùng ra, nó không thèm nhúc nhích luôn. Con hả thức tới khuya luôn con mới làm, mà cũng không xong. Dạ, nếu cuộc phải để cho nó đi nghỉ ngơi rồi. Thì con nghĩ lại, sao nó giống con quá. Cái thân này nó cũng báo động hoài rồi. Nhưng mà nó mà đây ngày nào con cũng giống nó rồi. Con phải đi vô xó con nằm thôi. Ngày hôm qua con năn nỉ nó mà nó cũng không có chịu, bạch sư. Con năn nỉ nó thôi biết rồi, tại tu lợi dụng quá nên thôi giờ ráng đi, ráng ngồi vậy đi cho tôi lấy được mấy cái bài mà mấy cái dữ liệu trong đó ra đi. Công trình tôi thâu rất là cực khổ, những bài giảng của quý ngài rất là hữu ích cho người khác được nghe. Thôi ráng đi, ráng ngồi vậy cho tôi lấy bài ra. Nó cũng không chịu ráng sư. Dạ, nó nhất định là nó nằm ụ thôi, nó không có ráng. Nên là thôi đành chịu thôi, rồi sáng nay con hồi tối con thức tới coi như là chắc phải 1 giờ. Dạ, mà 12 giờ đêm rồi con còn mở rung để con thử mà cái máy con làm để con chạy lại cái máy khác. Mà con thấy Châu Danh cũng ngủ không được hay sao, thấy con mở rung cũng chạy vô. Dạ, chạy vô con cũng nói là con xin phép là do con máy con hư nên con phải thức để con chỉnh nó để mà tới sáng lại mới vào rung được, mở rung được rồi này kia. Nên là cái máy ngày hôm qua nay
nó làm cho con suy nghĩ, dạ, sao nó giống con quá, dạ, không biết nó vô ủ ngày nào đây, dạ, nên khi nào mà con còn cầm mít được thì con cũng cố gắng, dạ, cố gắng, con kêu nó phải ráng, mà ngày nào mà thấy con mà không cầm mít được nữa thì con vô ủ rồi, dạ, thì qua cái bài giảng của sư thì con mới thấy được cái điều người cũng vậy, vật cũng vậy thôi, làm việc nhiều quá ha, tới lão lai tài tận thì vô ủ thôi, phải không cô Tuệ Duyên? Dạ, dạ cô Tuệ Duyên có đưa tay được chưa? Dạ, dạ, dạ kính mời cô nghe. Dạ, sa thú sức cho Quỳnh. Hồi nãy Tuệ Duyên mới vào nghe Nhật Quỳnh rao bán mít ế quá, bị những mất cười, cho nên là khi mà thấy ngài phát thanh lên nhưng cũng rất mừng. Và một lần nữa để trở lại với đàn tràng, con cũng mới dùng sáng xong cho nên là cũng mới đến, và một lần nữa con thành kính tri ân ngài phát thanh, ngài Trí Đức đã vào rung, đã thuyết giảng cho chúng con được hiểu và được thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Mặc dù ngài đã bị đau tai như vậy, nhưng mà cũng may ngài vẫn còn nói được và cũng còn hơi thở để tiếp tục với rung Phật giáo Nam truyền. Một lần nữa con thành kính tri ân ngài. Và với cái bài pháp hôm nay thì con cũng rất là tâm đắc. Nhưng mà cái tâm đắc của con hiểu được cũng giống như trong cái kinh của Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya có nói đến là, con nhớ có đến nói đến là Đức Phật nói với vua, một vị vua đó tên là Atula Paharada. Thì khi đức vua này rất là thích biển lớn, thì Đức Phật hỏi, vậy chứ này Maharada, cái người thích biển lớn và thích thú biển lớn phải chăng? Thì đức vua mới nói, dạ, chúng con rất thích biển lớn, vì biển lớn là chứa đựng rất nhiều những cái vật nó đưa đến biển lớn, và biển lớn từ từ nó sâu, từ từ nó sâu dần nó chứa đựng rất nhiều những cái vật thể mà người ta đã thả, đã dục dưới biển. Biển lớn nó từng tự thuận xuôi, từng tự thuận hướng, từng tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Biển lớn, bởi vậy cho nên là theo con nghĩ thì khi mà mình muốn thoát được, gọi là hình như là thủ uẩn, năm uẩn, nãy con nghe ngài giảng, nhưng mà có đoạn thì con bận đi dùng sáng cho nên là con không có nắm rõ về năm pháp uẩn. Nhưng mà khi mà muốn giải thoát tri kiến uẩn, thì đối với một người muốn giải thoát tri kiến uẩn thì phải thực hành, thực tập, phải trải nghiệm cái đời sống của mình, tùy theo cái mỗi người, những người hiểu như thế nào cái quẩn của mình á, thì ví dụ như mình còn tham còn sân cái gì tự mình biết, tự mình hiểu, rồi tự mình phải ngăn trừ nó thì mới từ từ mới giải thoát được.
chứ không có tự nhiên, không có cái gì mà tự nhiên mà giải thoát được. Cũng như biển lớn nó sâu dần từ ở trên cạn, rồi từ từ mới sâu dần. Thì khi đến cái mức mà cái biển mà nó sâu thật là sâu nữa, nó không còn cái gọi là cái sóng nữa, càng sâu thì cái biển nó càng trầm lặng, càng sâu dần. Thì theo con nghĩ là chắc là mình giải thoát thì phải cũng giống như một cái biển như vậy, lần lần thì mình mới từ cái người Phật tử cứ lúc chưa hiểu đạo, rồi đến lúc hiểu thì mới đi đến để xin quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, thì có cái niềm tin như vậy thì mới được giữ giới. Thì từ cái giới đó thì nó sẽ đưa đến lần lần mình đi, cũng giống như một người mà muốn qua sông, qua biển, đứng một số người, không có người nào dám qua hết, thì có một người tiên phong họ đi trước, thì họ đi trước cho nên là mình mới nhìn được cái người đó có thể đi qua bên bờ bên sông kia được, họ sẽ đi lên, trèo lên bờ bên kia, thì bên đây mình mới an tâm mình đi theo cái con đường đó. Nhưng mà có người đi giữa thì họ đi không nổi nữa, có thể họ sợ quá không, họ không đi nữa, họ quay trở lại. Nhưng có người họ quyết tâm đi đến bờ, đi đến cặp bờ xong rồi mình mới leo lên được. Có người leo lên không được, phải té xuống, phải ôm cái phao đó nữa, phải tiếp tục để mà ôm cái phao đấy đi vòng vòng ở trong cái biển đó, mà đi suốt năm này tháng nọ và luân hồi. Không muốn nói, ý nói là cái nó lẩn quẩn trong cái vòng sanh tử luân hồi, cho nên là cái người đó không thể leo lên được. Có những người quyết tâm mình phải, giá nào mình phải đi thì mới đi được. Định ứng 2, định ứng 1, định ứng 2, định ứng 3, tuệ ứng 4, giải thoát ứng 5, giải thoát tri kiến ứng. Dạ, hay quá. Cái này rất là hay. Nhưng bây giờ thì cho con hỏi Ngài có nghe rõ không ạ? Con muốn hỏi thêm về cái số 5, muốn giải thoát tri kiến ứng. Xin Ngài giải rõ giùm con cái giải thoát tri kiến ứng, như hồi nãy giờ con chia sẻ như vậy, không biết là Ngài hiểu như thế nào vậy. Con kính thỉnh Ngài giải cho con hiểu rõ hơn nữa, vì hồi nãy Ngài giảng con không có nghe rõ, cho nên là khi mà con vừa trên cái câu này thì con chia sẻ như vậy, là bây giờ con kính cung thỉnh Ngài giải rõ cho con hiểu. Dạ, con kính tri ân Ngài và con xin dân mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Dạ, thì khi mà giải thoát tri kiến là nó sau cùng, mà muốn giải thoát là giải thoát cái phần giải thoát quẩn, thì chúng ta thực hành giới giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, rồi đi đến cái giải thoát quẩn. Thì cái giải thoát quẩn thì nó trong cái phần hôm tuần trước thì nó là những cái chi phần để đạt đến cái sự giải thoát, và để cái tâm nó được an tịnh thì phải có cái sự đoạn trừ,
à, đoạn trừ để dứt bỏ các cái chướng ngại. Ví dụ như bây giờ á, à, chúng ta muốn đạt đến cái sự giải thoát. À, bây giờ mình nói à, nếu mà mình chấp thủ về cái ngũ quẩn đó, thì sự thật ra đó, cái ngũ quẩn đó, nó không có khổ, nhưng do cái sự chấp thủ mà trở nên khổ. À, cái sắc quẩn nó là thành phần vô tri, mà nó đâu có sự hiểu biết gì, nó không khổ mà cũng không vui. À, nhưng vì chúng ta chấp thủ vào cái sắc quẩn, à, sắc quẩn này là tôi, sắc quẩn này của tôi. À, rồi á, khi mà thân thể mình khỏe mạnh, à, xinh đẹp tốt tươi thì mình hoan hỷ. Rồi vì mình muốn cái thân thể mình cứ mãi à, mạnh khỏe, xinh đẹp, tốt tươi, mà khi nó có cái biểu hiện của cái sự thay đổi, cái sự già nua, mình không chấp nhận. À, chính vì mình không chịu chấp nhận cái sự thay đổi của cái sắc quẩn này, mà mình đâm ra mình buồn rầu, mình khổ đau. Đó. Khi mà mình hiểu biết được à, cái sắc quẩn này nó là pháp hữu vi, nó do nhân, do duyên nó hiện khởi, à, mà tất cả các pháp hữu vi là nó luôn luôn là nó thay đổi, à, nó sanh diệt, nó không bao giờ trường tồn mãi mãi. À, thành ra khi mà chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta không còn dính mắc, không có chấp thủ vào cái sắc quẩn này, thì mình giải thoát. À, thành ra cái ngũ quẩn á, nó không có khổ, mà chính vì cái sự dính mắc chấp thủ vào cái ngũ quẩn trở thành ngũ quẩn thủ á, thì chính ngũ quẩn thủ nó mới là khổ. Nha, cho đến bao giờ mà mình hiểu biết được, mình buông bỏ, mình không còn chấp thủ vào cái thân ngũ quẩn này thì mình giải thoát. À, mình buông bỏ nó, à, mình bây giờ mình biết cái sắc này luôn luôn là thay đổi, à, sắc này là luôn luôn là nó bị chi phối bởi cái định luật của vạn pháp là vô thường, khổ và vô ngã. À, nó thay đổi, mình không thể nào mình đổi khác nó được. Rồi, chính vì nó thay đổi cho nên nó có diễn biến mà của sự khổ sở, đớn đau, bệnh tật, nha, nó mà khổ. Mà mình không thể nào chi phối, mình không thể nào biểu nó đừng thay đổi, đừng già, đừng bệnh, đừng chết được. Cho nên á, là mình biết như vậy, mình chấp nhận với các cái pháp nó đang diễn ra một cách bình thường như thế nào, mình chấp nhận như thế đó thì mình giải thoát. Và mình biết à, cái sự quy luật của nó. Như vậy thì mình không còn khổ đau. À, khi nào mà quý vị đạt đến cái giải thoát tri kiến, tức là mình đạt đến cái thánh quả đó, à, mình mới phản kháng, mình dị xét lại cái sự thực hành của mình. À, nhờ mình học nè, mình hiểu biết nè, nhờ mình nỗ lực mình thực hành nè, à, bây giờ á, mình đã diệt trừ được cái thân kiến, tức là mình có thấy được một cái bản ngã nào, một con người, à, một sư pháp thanh hay là một cô tệ duyên nào ở trong cái phía sau cái sắc quẩn này. À, thì mình biết cái sắc này nó sanh lên là do nhân, à, do những cái nhân, cái duyên, mà bây giờ cái sắc này nó hiện khởi. Rồi cái sắc này nó hiện khởi, nó phải chịu sự chi phối bởi thay đổi. À, rồi đến một ngày đó thì nó cũng sẽ tan rã, do nhân do duyên, à, nó hiện khởi, rồi do nhân do duyên thì nó sẽ tan rã. À,
thì mình không còn chấp thủ đâu đó, thì mình không còn đau khổ. Thì mình hiểu biết như vậy để mình thoát ra những cái tri kiến sai lầm, những cái tà kiến. Thì hồi đó vì mình chấp thủ vào cái thân ngũ quẩn này, cho nên là mình khổ đau, mình buông bỏ được thì mình giải thoát. Và chính nhờ cái giải thoát đó rồi mình có trí tuệ, cái tệ giác mình đạt đến những cái tầng thánh, mình phải thoát ra những cái tri kiến, những cái sự chấp thủ. Mình nhìn một cái sự kiện là do nhân do quả, chứ không phải mà tự nhiên mà nó có. Cái nhân thiện thì nó sẽ đem đến cái quả an vui, cái nhân bất thiện nó sẽ đưa đến khổ đau vậy thôi. Nhưng mà dù an vui hay là dù khổ đau gì, nó cũng là cái quả. Mình không chấp vào cái nào hết. Và lúc đó vị thánh đã bất động trước tất cả các cái pháp thế gian. Thì như vậy là mình giải thoát về cái, nhờ có cái hiểu biết, cái đạo quả nó đưa đến cái tệ giác ấy. Cho nên mình giải thoát về cái tri kiến. Chính vì phàm nhân á, còn chấp thủ về cái tri kiến đúng sai, thành ra còn đau khổ. Còn các vị thánh nhân, các ngài đã giải thoát ra những cái sự chấp thủ về như vậy là đúng, như vậy là sai. Nhưng mà mình biết đúng hay sai, an vui hay khổ đau là do cái sự chấp thủ, cái tri kiến của mình. Chứ còn tất cả các pháp nó diễn trình do nhân, do quả, thì mình không còn khổ đau nữa. Đó. Cho nên mình tu tập đi từng bước, khi mà mình đạt đến cái sự giải thoát, thì sẽ giải thoát tri kiến. Thì nó, các cái pháp và Đức Phật đã dạy, và trong kinh thì các cái vị trưởng lão cũng đã đúc kết trong kho tàng pháp bảo, thì chúng ta thực hành theo thì sẽ đem đến cái sự an vui cho trong đời sống hiện tại, và hướng đến cái sự giải thoát, giải thoát tri kiến trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con thấy cô Thị Duyên đã sa thú kính trừng, kính tri ân ngài Pháp Thanh rồi. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Sao con thấy mà hình như là đạo tràng không nghe, sao con thấy nhiều người chạy ra khỏi room quá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Cảm ơn Quỳnh Ly Khổ. Quỳnh Ly Khổ bây giờ cầm mic được không? Có cho Nhật Quỳnh được tín hiệu mà Quỳnh có cầm mic được không Quỳnh? Nãy giờ Quỳnh vào lâu rồi, chắc nghe được bài giảng của sư phải không? Dạ, Quỳnh có thể cầm mic chia sẻ không? Dạ không hả? Dạ không, chú Khá thì chắc không. Còn Thanh Thủy thì sao? Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy vô sao rồi? Ngồi im ru vậy Thanh Thủy? Thanh Thủy sao rồi? Không hề thấy Thanh Thủy giúp chết. Quỳnh Minh Tâm cũng chạy mất tiêu luôn rồi. Dạ. Xin Kim thì ngồi im ru nha. Năm mà bước hai giá. Dạ con thấy đồng hồ con còn 12 phút mà mít con thì bán ế. Dạ thôi thì con cũng phải mua mít thôi, chắc chị mắt ta bận ngắm nên không thấy. Chị đưa tay nhà con xin chia sẻ cái ý nghĩ của con. Con thấy mình vô group mình thì rất là lợi ích, mà nhất là mỗi khi mà vào mà được lễ bái tam bảo thọ trì quy giới ấy, thì con cảm thấy con rất là an vui. Cũng như ở dưới chỗ con có bàn thờ Phật nhỏ nhỏ, thì mỗi sáng mỗi tối mỗi trưa con đều lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và có khi thì đuối quá thì con
chỉ mà tán dương ân đức Tam Bảo ngắn ngắn thôi, rồi con cũng thọ trì quy giới. Nhưng mà con thấy cái điều mà con mà thọ trì quy giới đó bạch sư, thì con cảm thấy giống như là một lời nhắc mình đó, và một lời nhắc mình sống cho hiền thiện hơn. Thì mỗi khi mình muốn làm điều gì đó thì mình nhớ lại, ồ mình vừa xin giới xong, dạ mình vừa xin giới xong, con thấy là rất là lợi ích cho cái sự xin giới. Nhưng mà con thấy hình như cũng có người người ta nghĩ rằng ồ xin giới thì đọc cho qua chuyện vậy thôi, chứ không có gì lợi ích. Giống như sư nói, con thấy pháp bảo rất là lợi ích, nhà bản thân con này con thấy rất là lợi ích. Mỗi lần mà vào room rồi nghe quý sư giảng, rồi ít nhiều mình cũng lượm được một chút bỏ túi, thì con thấy rất là lợi ích. Nên con cố gắng vào room là gì. Nên là cái câu hỏi của con các bạn sư còn có mấy phút nữa thôi, sư trả lời giùm con. Ví dụ như con nghĩ rằng mình xin giới không phải là một chuyện nói suông, mình xin giới để nhắc nhở mình mỗi khi mình muốn phạm điều gì đó thì mình nhớ lại mình xin giới như vậy là có được không thầy bà sư, hay là mình xin giới chi vô ích vậy, ngài đọc 2-3 lần vô ích mất thời gian, và sư chỉ giùm cho con ạ. Nam mô Bích Tha, dạ con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thập Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Kính lãnh lễ chư tôn đức, kính chào quý tôn nữ và quý Phật tử. Thì ví dụ như bây giờ hồi đó đó, mình còn nhỏ, người lớn sợ mình bị phỏng, cho nên là cản. Không có cho mình đụng vô những cái vật gì nó nóng. Nhưng mà mình thắc mắc, mình không biết cái sự nóng của cái vật đó nó như thế nào. Rồi vô tình là quý vị đụng chạm vô một cái vật nóng hay là cái cục than đi. Nè, thì mình biết cái sức nóng nó là như thế nào. Lúc đó mình mới cảm nhận được cái nguy hiểm, cái sự tai hại của cái sức nóng, cái cục than đó. Thì khi mình biết được rồi đó thì mình sẽ cố gắng mình tránh ra xa những cái vật nóng. Thì hồi đầu đó mình đâu biết sự mà nguy hiểm, sự tai hại của cái không giữ giới. Ví dụ như giờ mình không có giữ giới về cái giới sát sanh đi, hồi đó mình không biết, mình buôn bán những cái con vật còn sống, rồi mình giết nó, mình đem bán, hay là mình cái ổ kiến, mình thấy mình bực bội, mình khó chịu quá, mình chế dầu, đó, mình gây cái sự tai hại chúng sanh khác. Khi mà chúng ta hiểu biết những cái chính vì những cái nhân trong quá khứ đó, bây giờ nó đưa đến cái tai hại, cái khổ đau, bây giờ mình cảm thấy mình sợ hãi trước những cái nhân xấu này. Từ đó mình biết vậy thì mình ráng cố gắng mình tránh. Giống như mình lỡ mình bị một lần chạm vô một cái vật thiệt nóng rồi, mình biết được cái sự nóng bức rồi, cái tai hại nó phỏng lên rồi, nó gây đau đớn nhức nhối, nó phồng, nó rộp như thế nào mình biết. Cho nên là sau này khi mà
mình nghe cái gì mà nó hơi nóng nóng là mình tự nhiên mình co rút cái tai mình lại. À, thì cũng vậy, khi mà mình hiểu biết được rồi, mình cảm thấy mình ghê sợ trước những cái sự tai hại của cái không giữ giới, thì mỗi lần mình thí dụ như trong ngày, nếu mà mình sáng sớm mình thọ trì, rồi sợ nhiều khi mình quên, mình nhắc lại, thì mỗi lần mình nhắc lại như vậy là để nó cảnh tỉnh mình. Giống như quý vị thấy rằng trên một cái con đường cả chục km, đâu phải chỉ có một cái bảng cảnh báo không, những cái khúc cua nguy hiểm, những cái đoạn đường mà có thể là đất đá nó dễ sạt lở gì đó, người ta có cái cảnh báo, cái đoạn đường này cảnh báo ở ngay cái đoạn khúc đó, rồi đi tới nữa, nếu mà nó có sự tai hại, mà bây giờ mình cảnh báo ở ngay cái đầu đường không, ở khúc giữa không có, thì có nhiều khi cái người lái xe họ chủ quan. Cho nên là người ta đặt nhiều cái trạm, những cái bảng cảnh báo để cảnh tỉnh những cái người lái xe đến những cái chỗ đó cho nó an toàn. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta biết, chúng ta cố gắng không có gì là không có lợi ích, tự nhắc mình tự suy niệm về cái sự tai hại của các cái ác bất thiện pháp, cảm thấy ghê sợ, rồi mình tự nhắc mình, mình tự nguyện gìn giữ không sát sanh, không trộm cắp, không tham, không nói dối, không uống rượu chẳng hạn. Thì mỗi lần mình tự nhắc như vậy để mình củng cố cái niềm tin của mình, củng cố cái thiện sự để tránh xa những cái ác bất thiện pháp, thì cái điều tốt đẹp chứ đâu có phải là vô ích. Thì cũng xin chia sẻ với cô Nhật Quỳnh về cái thắc mắc. Và bây giờ thì xin cung thỉnh ngài Trí Đức, xin cung thỉnh ngài Quan Hỷ lên đúc kết và phúc chúc kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn ngang, kính chúc quý tôn nữ cũng như quý Phật tử khỏe mạnh an vui. Cầu mong tất cả chư thiên Quan Hỷ với cái thiện sự, phước báo học pháp hành pháp, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, xin cung thỉnh ngài cũng như mời. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con nghĩ ngài Trí Đức chắc bận ở dưới chùa rồi bạch sư. Dạ, cảm ơn cô Tây Duyên. Dạ, sư cho con một tín hiệu. Bây giờ sư đúc kết đại học ngày hôm nay hay là con sám hối rồi? Thỉnh sư chúc phúc ạ. Xin cho con xin một tín hiệu bạch sư. Con nghĩ là ngài Trí Đức bận rồi, không có nhúc nhích. Dạ, xin cho con một tín hiệu đi bạch sư. Sư đúc kết bài học ngày hôm nay hay là gia con sám hối rồi, sư chúc phúc. Dạ, con tri ân sư. Dạ, kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Ô ta măng ghê nà quạnh đê hăng ba đà phạm sung và ruột ta măng vô thể vô khá lý tổ đô sơ bụt thơ thà mà tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh, ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uột tam ăn ghê nà quanh đê hăng thẩm manh cha đưa vi thăng và răng thẩm mê dô khá đi tô đổ sâu thẩm mô thầm mà tù tăng mà măng thành kính cúi đầu làm
lễ hay hạnh là pháp pháp hành các tội lỗi mà con đã vi phạm đến pháp bảo của sinh pháp tội lỗi ai ghê na quanh đê hăng sang khanh chạy cho tà măng sang khê vô khá lý tô sâu sang khô khả mạ tù tăng con đem hết lòng thành kính đầu làm lễ hay bậc tăng bảo làm tăng và thành tăng các tội lỗi mà con đã vô vi phạm đến tăng bảo của y sinh tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa pháp thanh từ phút chúc cho đạo tràng ạ. Con kính nhân minh đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đảnh lễ cho tôn đức trưởng lão cũng như chào tất cả quý sư nữ và quý Phật tử. Thì qua buổi sinh hoạt Phật pháp hôm nay thì cũng ít nhiều quý vị cũng có thêm được những cái hiểu biết, những cái kiến thức để áp dụng thực hành trong đời sống và sự tu tập. Cầu mong mỗi ngày thì những cái kiến thức, những kinh nghiệm nó càng phát triển tốt đẹp hơn. Với phước báo này, cầu mong chư tôn đức pháp quý vị có được một cái niềm tin vững chắc để nỗ lực thực hành các cái thiện sự và hướng đến con đường giải thoát. Cầu mong tất cả sớm được đạt đến những cái trạng thái an vui hạnh phúc trong hiện tại và ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta anubhavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anubhavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anubhavena sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thuộc lành thai văn kinh chí cú sa la cầm măng cạch tập bằng ký đi văn ma ma cà dê nà quả cha ma na sa tí ra xe xuất ca tăng cà tăng dê sa tả san nhị nô hà thì dê cha sa tả san nhị nô ca tăng bổn nhập pha lăng mày hàng sạp bể pha ghi và hoàn tự tê dê tăng cà tăng xuôi đi tăng đến năng bổn nhập pha lăng mày giả dê cho ta thành a cha nan tí đệ qua canh to nhị dê đệ dâm sạp bê lục cầm thì dê sa ta chị hoàn ta hạ ra hê tu ca mà muốn năng khô cha nặng sạp bê các phạn từ mầm mã che ta xa ti bữa căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phàm thiên cùng là đất trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mặt nhai có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca hàng khởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Năm mươi bích hai giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra trong buổi học ngày hôm nay.
học pháp, thính pháp và thảo luận Phật pháp. Chúng con kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên, phạm thiên, sắc giới, lục giới và tất. Dạ, con xin sám hối. Con thành tâm dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, Nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, tỉnh Thất thì hiện hữu. Chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiến cố đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng nguyên nhân đi ban ác sắp bát cho dự hồ tốt. Ý đăng nguyên nhân đi ban ác sắp bát cho dự hồ tốt. Ý đăng nguyên nhân đi ban ác sắp bát cho dự hồ tốt. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống hoàn thành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đã hữu đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào Rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rơm với nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hỷ xả cho con. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin phép được xuống mít kính chào tạm biệt đạo tràng để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cái room. Nam mô Bích Tha Giá, dạ kính chào tạm biệt đạo tràng ạ.